Oi. Tell my little dude, man, they kick you, eh? Này chết rồi à? Ừ, chẳng biết làm sao chết được. Anh đi tắm được nó. Vâng. Đốt xuống đây, lấy củi cọ đốt nướng ở đây phải nó chặt, trong bếp chặt lắm. Chắc nó dính bẫy lâu quá, chết đầu mất quá nó chết mất. Để tí nấu cho chó ấy. Cái lòng nữa.
Có dưa to kìa, cháo miệng kìa, ngồi nhìn cháo miệng đó. Hết đất rồi kia. Đúng nhiều chưa? Đúng. Đủ chưa? Nhiều. Đi. Đi về.
tắt rồi. Ăn nhiều hết. Ăn. Vàng chưa chưa chín. Ui, nhiều thế. Nhiều quá thế mà chưa chín. Tôm tôm dùng sai thật nhỉ. Mà chưa chín nhỉ. Không nào. Ăn ăn tặng. Đỡ thèm. Cầm đấy. Để hôm nay chín rồi đấy. Con lên đấy. Đi. Bên này có một nhí này. Đầy một nhí này. Đó. Cây bên kia hình như có đầy nấm cơ kìa. Nấm á? Cái sắp được. Nấm chả. Nấm bọn nữa. Lúc thì mưa, lúc thì nắng, bây giờ lại nắng to rồi. Mưa thì mưa nhiều, nắng thì nắng to quá nhỉ. Làm nhà tí đấy nhá, đi làm cỏ xung quanh nhà này đi nhá. Anh đi vào trong rừng này lấy ít cây giang về để đan mấy cái lồng để cho gà nó đẻ trứng. Mấy con gà cho muốn đẻ trứng rồi.
Thế nắng rồi. Đó, anh nhìn trong cái chỗ này chả thấy nắng thế nào. Ngoài trời nắng à. Tổ này đẹp quá, ngày đẻ hai trứng này. Đùa đâu, cười gì. Xong một cái lồng đẹp dạ, đẹp không, đẹp này, đẹp không, đẹp là một cuối quá đẹp. Dọn cho anh làm nốt, còn mình đây chả từ bỏ to thế nhỉ, sắp tối rồi. Ôi lên cái này nằm sẵn luôn.